Thưa quý vị và các bạn, lễ hội truyền thống Điện Huế Nam, Điện Hòn Chén được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Trong những ngày diễn ra lễ hội, có sự tham gia của số lượng lớn phương tiện thuyền rồng hoạt động trên tuyến sông Hương thuộc khu vực diễn ra lễ hội. Để đảm bảo công tác an toàn giao thông đường thủy trên sông Hương, các lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân khi tham gia lễ hội. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Công an Thừa Thiên Huế đã có kế hoạch sát sao đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh mọi trường hợp đáng tiếc xảy ra trong thời gian diễn ra lễ hội Điện Huế Nam. Khác với các năm trước, năm nay, đội hình Bằng An và Châu Án được lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với Ban bảo vệ trật tự lễ hội Điện Huế Nam. Đội hình sắp xếp theo thứ tự, đi thành hàng theo quãng đường di chuyển từ cầu Chợ Dinh lên Điện Huế Nam. Các phương tiện tham gia đều phải đăng ký số người tham gia. Người phục vụ lái tàu thuyền máy trường đều phải có đầy đủ chứng chỉ, phương tiện phải có các thiết bị phụ trợ bắt buộc như phao cứu sinh các loại. Chúng tôi yêu cầu các chủ và lái phương tiện tham gia trong suốt quá trình lễ hội phải cam kết và chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và các văn bản liên quan. Song song với công tác tuyên truyền này thì chúng tôi phối hợp với Ban bảo trợ Điện lễ hội Điện Huế Nam tổ chức làm việc trực tiếp với các cái thủ am là chủ thể của lễ hội để làm sao họ có trách nhiệm cùng phối hợp với các chủ lái thuyền và lực lượng chức năng để đảm bảo trong suốt quá trình diễn ra lễ hội được tuyệt đối an toàn. Theo thống kê, có khoảng 2.000 người sử dụng phương tiện thuyền rồng. Trên tuyến đường bộ, số người tham gia lễ hội cũng rất đông. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, lực lượng bảo vệ dân phố của các địa phương trên địa bàn di tích đều được huy động tối đa cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt tại các điểm giao cắt với quốc lộ 1A và 49A, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra. Lễ hội Điện Huế Nam tuy chính thức diễn ra trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 7, nhưng người đi lễ thường kéo dài đến rằm tháng 7, lại trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Do vậy, công tác tuần lưu kiểm soát luôn được lực lượng chức năng tăng cường. Lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng 3 tổ tuần lưu thường xuyên liên tục trên tuyến, đảm bảo cái trật tự an toàn cho bà con nhân dân ở trong tỉnh cũng như các cái bà con thập phương đến để đi lại cho đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 3 ngày diễn ra cái lễ hội Điện Huế Nam. Lực lượng tổ dân phố, dân phòng rồi công an xã thường xuyên cũng là có mặt để hướng dẫn bà con đi theo trật tự, ngăn nắp đề nếp, chống vấn đề là trộm cắp, cướp giật xảy ra. Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông thì công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm trong những thời điểm tập trung đông người đã được cơ quan chức năng tập trung chú trọng. Với mục tiêu mọi người dân trong tỉnh, du khách từ các nơi khác về được an toàn, không để xảy ra nạn trộm cắp, móc túi, nâng giá dịch vụ. Nhưng ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông, tham gia lễ hội cần phải nâng cao ý thức cảnh giác để phòng tai nạn thương tích và tự bảo vệ bản thân mình. Có như vậy, trong dịp lễ hội mới đảm bảo được các tiêu chí đề ra là lành mạnh, văn minh, an toàn.